Anh em bị lừa đúng không? Anh em nghĩ là kiểu video bị đơ đúng không? Không phải đâu. Mình thề là anh em đã bị lừa. Anh em thấy không? Mới vào video nó có quả cú lừa cực mạnh rồi thì chứng tỏ đây sẽ là một video hay. Rồi ok, hello anh em và chào anh em đã quay trở lại với channel của mình. Chào các chị em luôn. Hôm nay quay trở lại với chuyên mục Hôm nay xem gì. Thì mình đã kiếm được một loạt cái video buồn cười vậy Linh. Hôm trước là mình có tình cờ xem được một cái video về làm móng tay. Thế sau rồi sau khi mình đang xem thì mình chợt nhận ra là video đấy có rất nhiều bộ móng tay kiểu nó bị kỳ dị, nó bị buồn cười ấy. Thế là mình đã quyết định tổng hợp lại thành một chuyên mục. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem trên thế giới này với khả năng sáng tạo vô hạn của con người thì họ sẽ nghĩ ra những cái mẫu sơn móng tay dị đến như thế nào. Và chắc chắn là nó buồn cười vãi lìn luôn. Ok nhá. Thì được rồi, không lằng nhằng, bắt đầu thôi. Bộ móng tay đầu tiên có tên nhà vệ sinh công cộng anh em ạ. What? What the fuck? What the hell? Ấn nút và nó còn sủi cả nước lên. Ôi. Vâng ạ. Bên tay phải thì là cái móng tay bồn vệ sinh, thế còn bên tay trái nó là cái móng tay là cái thông cống ấy anh em. Được thật sự anh em ạ, gọi là phối kết hợp 2 trong 1 đấy. Móng tay hình cái mông à? Đấy anh em ạ. Ui, quả móng tay này thề nó hơi bị người ta gọi là bị phản cảm ấy. Đấy, nếu mà biết cả có dấu thì là phản cảm ấy. Thế nên là mình phải che cái con mặt chó vào để cho nó đỡ phản cảm nhá. Để cho video nó được gọi là thuận buồm xuôi gió. Tại sao lại thọt cái gì gì đấy vào trong mông để làm gì nhỉ? Tôi thua nhá. Thua hẳn rồi nhá. Đéo thì hiểu được luôn anh em ạ. Quả bóng tay này thì thôi nhá. Miễn bàn. Cái gì đây? Bộ móng tay, bàn chải đánh răng, hộp thuốc đánh răng và có cả răng sâu luôn. Mày cầu kỳ nhờ, là còn có cả bọt thật ạ. Có bọt thật luôn anh em ơi. Thì ra là đánh được thật. Móng tay lại còn có cả chân mà lắm lông thế. Lông như vượn anh em. Kiểu gì lại còn gãi ghét thật sự. Rồi chúng ta phải dùng cả máy cạo lông chân. Có hiểu. Rồi ôi thua nhá. Cái gì đây? Móng tay trồng cây này. Thì chắc là sau khi trồng ở đây thì chắc là chúng ta sẽ hái ra và nấu để ăn à, đúng không? Ui. Ở dưới có cả con sâu này. Phải cả lìn ạ, bây giờ mới phát hiện ra. Thì ra là những cái cọng rau này không phải là để trồng mà để nuôi mấy con sâu ở bên dưới. What? Móng tay xương cá luôn ạ. Thề có nhiều cái, éo nghĩ được luôn. Cái gì đây? Móng tay thức ăn à? Cái này thì mình thấy là nó khá là đẹp này. Chứ còn mấy cái kia thật sự là nó hơi quá đà. Hút được thật. Đầu má. Ăn được thật luôn. Cái gì đây? Móng tay là đồ mài. À đâu, cái đồ để nạo đúng không? Lắm trò nhỉ. Lắm trò thực sự đây anh em ạ. Và chúng ta hoàn toàn có thể nạo nó được anh em ạ. Lại là cái mông. Lại là cái mông. Nhưng cái mông này mình thề nó không được đỉnh như cái mông kia. Tại vì cái mông này hơi bé. Thật khéo. Móng tay bắp ngô anh em ạ. Đây là khi mà bạn vừa muốn làm đẹp nhưng mà bạn lại vừa đói. Một công đôi việc, vừa đẹp mà đói quá thì có thể ăn được luôn. Được cái. Cũng tiện đấy nhở. Ngoài việc mà mình ăn được thì mình còn có thể chia được cho người khác ăn. Ví dụ mình ăn ngón út chẳng hạn, mình chia thằng bạn mình ăn ngón cái. Mình chia cho người yêu mình ăn ngón trỏ. Đấy, mình chia cho đứa mình ghét ăn ngón
Đấy. Hợp lý phết đấy, đùa đâu. Mỗi tội là hơi bựa thôi, thề quá bựa. Coca-Cola anh em ạ. Uống được không? Ui uống được thật này. Ghê gớm nhỉ. Móng tay xe nôi à? Đúng không? Cái này là xe nôi thì phải chở em bé này, đúng không? Có cả bánh đi được luôn ạ. À. Đéo tin được là nó có thật đấy anh em. Móng tay là cuộn giấy vệ sinh. Cũng hợp lý. Nó cũng vừa là đồ để làm đẹp cho bản thân. Giả sử nhá, trong lúc mà mình đi vệ sinh chẳng hạn, mình không thể đề phòng được cái việc là phòng vệ sinh nó bị hết giấy. Lúc đấy mình chỉ quan tâm là mình sẽ phải đặt đít và mình ỉa thật nhanh. Kiểu thế thì cái này nó sẽ là cái để cứu mình đúng không? Hay phết đấy, đùa đâu. Làm vậy thì ra khó đấy anh em ạ, không đơn giản lắm đâu. Đấy. Nếu như mà anh em nào mà dùng tôn giấy thì có thể làm nhiều cuộn kiểu như vậy. Ủa rồi, móng tay là cái lược luôn ạ. Hấp dẫn nhỉ. Úi, chải cả tóc được. What the hell. Đây là bộ dĩa, dao và thìa đúng không? Thay vì cầm thìa thì chắc là mình sẽ dùng cái tay để mình xúc vào đây để mà ăn vào mồm. Ủa, cắt được thật kìa, what the hell. Một thìa luôn, ok không? Còn có cả tóc xỉa răng. Hợp lý thực sự. Đấy, ăn xong mà giả sử mình bị mắc cái cọng hành và thì mình đã có cái tóc xỉa răng rồi. Cái này là hình cái tai đúng không? Tai thì cũng gặp khuyên luôn. Khá là được. Nhưng mà nhìn gần mới biết là cái tai, nhìn xa người ta tưởng là kiểu cái gì đấy bẩn bẩn anh em đó. Kiểu gì ấy? Hiểu kiểu gì anh em ạ? Cái kiểu này nhá, trông nó cứ bị ghê ghê. Em công nhận mình trông nó cứ bị tẩm tẩm. À đúng rồi, người nào mà bị móm ấy thì có thể dùng cái này để mà nhai thức ăn trước và sau đấy thì đưa nó vào mồm đúng không? Nó sẽ mềm hơn. Chúng ta có lông nách, chúng ta có râu, chúng ta có tóc. Bây giờ móng tay có thể uốn xoăn được luôn. Thế tóc mà để làm rẻ, thế tóc mà để làm rẻ, đấy. Tại sao nó không cuốn lô lên tóc đi nhỉ? Cuốn lô cho móng tay anh em ạ, hợp lý luôn. Ui dồi ôi. Tinh hoa ẩm thực rồi anh em ạ, tinh hoa ẩm thực chắc chắn là đây. Thế mình không nghĩ là nó có cả vụ này luôn. Nào để xem nó ăn kiểu gì nhá. Chán đời anh em ạ, chán lắm anh em ạ. Chán lắm. Ê, luôn thế này mà nó không nghĩ được. Cái gì đây, con mực à? Đúng không? Đấy, may mà lần này nhá, nó còn làm với một cái cách nó khá là văn minh, chứ không phải là nó dán nguyên cái dâu mực vào đấy. Nó mà dán vào thật thì mình thua nó hẳn luôn. Cái quả mì tôm kia là mình đã thua rồi, nhưng mà nếu mà nó dán hẳn con mực vào thì mình thua hẳn. May đấy nhá. Đây rồi, bàn tay khẩu nghiệp anh em ạ. Dành trị những đứa nào mà kiểu hay khẩu nghiệp là mình dùng bàn tay này mình vả vào mồm nó luôn. Để làm sạch mồm mép thôi. Đấy, nó đây là hợp lý. Vâng, cái này người gọi là bàn tay trên móng tay của một bàn tay khác. What the hell. Trông như cái chân gà anh em nhỉ. Mặc dù mình biết đây là chân quỷ nhưng mà mình thấy nó vẫn giống cái chân gà. À anh em biết cái mà bàn tay nhỏ nhỏ không? Đấy, cái bàn tay đấy trông cũng kiểu na ná như này. Cái này thì chưa hiểu ý đồ lắm. Cái phần vàng vàng ấy mình thấy nó giống như là cái cọ toilet. Nhưng mà tại sao nó lại dính đen đen ở đây làm gì nhỉ? Chắc là anh em cứ đang nghĩ giống mình đúng không? Cọ toilet mà lại dính cái gì đen đen thì chắc chắn là cái đấy rồi nha. Ui quả chuối ạ. Hợp lý. Cái này thì đẹp. Cái này mình thấy nó thích này. Tại vì nó trông nó ít ra thì trông nó sạch sẽ đúng không? Bóc được luôn á. Không biết có ăn được không? Ăn được thì mình quỳ nó luôn. Nó mà ăn được quả chuối này mình quỳ nó luôn anh em. Đấy may quá không nó ăn được. Vâng. Kem dưỡng da Nivea. Hợp lý rồi. Làm gì đây, son môi à? Ố.
Wow, chơi nhở. Tất cả đồ make up đều có trên bàn tay của chúng ta anh em ạ. Cái gì đấy? Mascara đúng không? Là thật ạ. Cái này là cái gì? Nước hoa. Ui, là thật ạ. Máy pha cà phê luôn á. Thì có pha được cà phê thật không? Pha thật đấy, thật luôn, hợp lý. Ôi bên có cả đá luôn, có cả sữa luôn. Chịu luôn đây anh em ạ. Ui có cả thìa luôn ạ. Được, thì có uống được không? Cái gì đấy? What the hell? Mẹ thề quả này, đố anh em nghĩ biết quả này là quả gì. Vãi cả quả móng tay này có thể đẻ để luôn anh em ạ. Không cần nghĩ đến cái trường hợp này luôn. Vâng, chúng ta bây giờ sẽ cắt dây rốn. Chịu. Ủa rồi. Thanh niên này chắc là thích ba sàn rồi anh em ạ. Thích quẩy. Móng tay dành cho người thích quẩy. Cái gì đây? Bộ sưu tập mông à? Bộ sưu tập những cái mông kèm theo cả file đính kèm anh em ạ. Khi nhà bạn làm nông mà bạn yêu nghề làm móng tay đấy, cho lợn ăn nhiều quá thì chúng ta có thể làm được một bộ móng tay đỉnh đỉnh kiểu như này. Ui ôi, móng tay corona sự anh em ạ. Gớp. Mà bạn sợ người khác quên mặt mình thì anh em có thể chọn phương pháp này nhá. Không một ai làm dám quên bạn luôn. Thậm chí trong mơ người ta cũng sẽ nhớ đến bạn. Đây, còn đây là móng tay của mình anh em ạ. Đấy, mỗi lần mà mình để móng tay già thì trước khi cắt đi ấy, thì mình sẽ tỉa nó kiểu kiểu như vậy. Hay ho đấy. Rồi ok, thì chắc là video này mình sẽ kết thúc đây. Và với cái chuyên mục hôm nay xem gì thì mình vẫn rất mong là anh em sẽ có thể ủng hộ mình bằng cách là nhấn like cho video này hoặc là gửi những video mà anh em cảm thấy hay về để mình có thể gọi là làm tiếp các chương mục tiếp theo. Và cũng đừng quên là trong thời gian tới, có thể là tuần sau, mình sẽ bắt đầu triển khai cái dự án mới trên kênh Pop TV. Thì mình sẽ đăng những video mới lên kênh Pop TV. Tất nhiên là sẽ là những video vui vẻ rồi, có thể là chơi game hoặc là có thể là những cái thử thách vui vui kiểu như vậy. Thì rất mong là anh em sẽ ủng hộ bằng cách là xem những video đó nhá. Ok, thì đây là cái thông báo nho nhỏ nhẹ nhẹ trước khi mà mình sẽ chính thức phát triển một nội dung mới trên kênh Pop TV. Ok được rồi, thì đừng quên là nhấn like cho video này nếu như anh em thấy thích video này và đăng ký kênh ủng hộ mình sớm đạt được 1.100.000 người đăng ký nhá. Còn bây giờ thì bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.